Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng quay trở lại với channel của mình là Tiểu Tử Đường Phố đây các mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tặc Đại Chiến nha, mình đây Tiểu Tử Đường Phố ở S27 đây, xin chào tất cả các bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu clip này, trước khi bắt đầu video thì cho anh em xem video của mình được like, share, theo đăng ký kênh nha, ok, không phải mình xin ơn rất nhiều ạ. Ok, quay lại clip ngày hôm nay, không biết là tầm này có anh em nào hóng không bạn này. 9:58 anh em, uầy. Mình hóng từ sáng đến giờ luôn các bạn. Các bạn có giống mình không? Các bạn có biết là nếu mà nói biết thì chắc chắn là các bạn biết là anh em đang hóng cái gì rồi. Đó là sự kiện là server mới anh em. Ok, đấy, cơ hội nhận free VIP 7 rồi tướng SMS quá ngon anh em, không thể bỏ lỡ được. Đằng nào thì đang trong thời gian nó còn 2 phút, chúng ta tranh thủ cùng nhau đi xem lại cái video của Lami mới đăng 38 giây anh em. Cùng giáng trần lại video của A Hoa Quyền gặp Akilu các bạn nhá. Ui, ngồi hóng từ sáng luôn các bạn, không biết các anh em hóng giống mình không? Mình hóng từ sáng luôn, thấy anh em ngồi hơn 800 bạn thì phải, đúng ngồi xem công khai. Ui, đợi một cái video chỉ 30 mấy giờ theo anh em nhé. Mình đang ở chép ở chế độ 0.5 bạn nhá. Lý do vì sao anh em thấy nó chậm, mình để chậm tí anh em xem cho nó chất lượng tí chứ đấy, xem nó nhanh quá các bạn. Biết là nhanh thì kết quả thì anh em biết rồi, nhưng mà mình muốn xem lại một tí cùng nhau reaction lại đi cho trên kênh mình một tí video kỷ niệm. Hết 5 sao đấu 5 sao các bạn. Đấy. Hôm qua mình test rồi anh em, tối nay nó ra tướng gì, tối video mình sẽ test cho bạn xem luôn. Đó anh em thì hóng chờ video tối để mà biết kết quả nhá. Đấy, một trưởng. Chắc chắn là kiểu gì ai cũng thắng rồi anh em, khả năng một thằng mà một thằng đánh một cái, một thằng đánh hai cái thì các bạn biết rồi. Đấy, chiến thắng sẽ nghiêng về ai rồi. Đấy, dù rằng Akilu rất mạnh nhưng mà Ace lại rất tiếc các bạn. Đấy, một đánh, rồi tao lên ulti văn nữa. Bay vào. Ok, vậy là trận đấu đã kết thúc và người chiến thắng đó chính là A Hoa Quyền các bạn nhá. Đó, chúc mừng cho A anh em. Đó, ok. Ok, tiện thì thời gian cũng vừa tròn tới luôn anh em. Đó, bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi anh em. Bắt đầu thôi, tạo tài khoản trước các bạn. Ghi gì nhỉ? Ghi gì nhỉ? 120 đi. Đó. Ghi gì nhỉ? 12 đi các bạn, 12 chắc mới như mình nhập hàng này rồi. Không quên. Vào đây chứ. Ghi gì nhỉ? 122. Ghi gì nhỉ? 12. Gmail ghi gì nhỉ? 12 à, còn gmail.com anh em. Đấy, arc này mà ra được tướng bên Nami yêu cầu thì web không hợp. Đấy thì cho anh em luôn đấy. Đấy ra mà ra được nhận VIP 7 luôn hoặc nhận được ấy các thứ các kiểu tặng cho các bạn luôn. Đấy, không cần gửi cho anh em chơi luôn. 194 à, phải không? Để mình kiểm tra lại đã. Ok, chuẩn cơm mẹ lấu rồi anh em. Đấy, nghe bảo đâu đó là mới vào cái là nhận free ngay A Hoa Quyền anh em. Ok, biết thế nào mình sẽ làm qua tí nhiệm vụ nhận xem có được A Hoa Quyền không anh em nhá. Đấy, chúng ta cùng nhau nào. Tính ra thì mình tính cắt đoạn này cho bớt lằng nhằng, nhưng mà mình nghĩ đoạn này nó chỉ chiếm mấy giây thôi anh em. Đấy, chúng ta cùng nhau đi làm qua nhiệm vụ luôn. Đặt tên là ghi gì đây? Mà tên như đổi được mà, đúng không? Thôi đặt tại đi anh em, tên đổi được mà. Ok thôi để mình chiến đấu qua đoạn này đi nhé, đỡ tốn thời gian nhé. Ok đây anh em, tiện mình sẽ tổng hợp qua tất cả code cho anh em luôn. Tình hình đây các bạn, là mình vừa mới làm sơ qua được cái nhiệm vụ hướng dẫn rồi thì nó chưa gửi quà anh em. Giờ mình sẽ thoát ra và lại xem nhận được A Hoa Quyền không bạn nhá. Ok cùng nhau đi xem nào. Đây rồi anh em. Ok, vậy là nhận được A Hoa Quyền thật các bạn nhá. Đây, sự kiện đặc biệt của S này anh em này. Đó. Ô, tên cái S này nào, đảo kho báu anh em, cùng với tên game sắp ra mắt luôn này các bạn này, đảo kho báu này các bạn này. Nami có vị vụ khạc khịa anh em. Cái mắt mình lấy A Hoa Quyền về chơi trước các bạn, tính sau. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi lâng tướng A lên luôn các bạn. Không đủ belly à? À quên, mua belly đã các bạn. Nhận belly, nhận free belly đó, nhận free belly một tí rồi. Tướng đây nào. Đấy. Trang bị rồi. Zolo Aro này. Uầy. Có Zolo Aro luôn anh em, chơi luôn tội gì. Thanh niên nổ đâu, gỡ trang bị ra. Đấy, trả về cho anh ấy mang rồi. Rồi, xong anh em, tiếp tục. Đấy, giờ thì bỏ hai cái này ra sau. Đấy, cho đi cho nó vui thôi anh em. Trời ơi, mới vào xe mới có tướng xịn quẩy luôn anh em. Xịn xón bò. Đấy, win ngay. Khỏi bàn luôn các bạn, kiểu gì cũng win. Đi auto nhanh luôn các bạn. Đấy, trời ơi.
vừa vào cái có thuyền trưởng thuyền à, quên đâu chưa chưa có thuyền ờ à, đủ rồi anh em thuyền trưởng thuyền phó rồi nữa lại còn có cả anh trai hỗ trợ nữa các bạn đấy, Luffy này, Zoro này, đấy. Ây hỏa quyền nữa này, ngon. Ok mình làm nốt nhiệm vụ này nha, sau đến phần nhập cốt mình quay anh em xem tiếp để chúng ta cũng đi test nhân phẩm xem sao. Ok anh em sơ sơ thì cũng đã xong, giờ mình sẽ tổng hợp cốt qua cho anh em, đồng thời cũng hướng anh em cách đi săn tướng ở server mới luôn đấy. Đấy, hôm nay là ngày server mới này, mấy cái cốt này là đều dùng được ở server mới nhá, bác nào mà không biết thì tranh thủ mà nhập này. Đấy, anh em nào hôm nay có qua đây chơi mà không biết thì tranh thủ thời gian nhập nhá. Đấy, game hiện giờ thì cũng chả có cốt mới cốt cũ rồi anh em, cũng chỉ còn 9 cốt thôi các bạn, 9 cái cốt đi nâu đời nhất với game thôi anh em, bao gồm một cốt tuần và 8 cái cốt của làm mi cho anh em group hải tặc đại chiến các kiểu. Đây tí giờ mình sẽ thông báo mình sẽ ấy lại chậm cho anh em quên nhập nhanh quá. Đây chúng ta có VIP code 2 triệu anh em này, live fanpage 99k đấy, group hải tặc đại chiến, hải tặc đại chiến tân thủ anh em đó, và code tuần đó là code tuần gì đấy, code tuần 22 anh em. Ngoài ra thì còn có gói quà 1, 2, 3, 4 anh em nhé, bao gồm gói quà 1 này, gói quà 2 này đó, rồi gói quà 3 anh em, rồi cuối cùng là gói quà 4 các bạn đấy. Đó, ok là có 9 cái code rồi anh em. Rồi và 9 code này thì anh em nhận được cái gì? 500 kim cương đấy, belly rồi đá cường hóa anh em đó, 2 thùng bia này, 5 thùng bia này các bạn này đó, 6 thùng bia các bạn nhá, 6 thùng bia bên đây nữa, 11 thùng bia anh em đó, tổng có thể là được 11 thùng bia qua hệ thống hết chưa. Uầy, hơi bèo nhờ. Căng go đây. Thế này mà bảo đi ở server mới mà săn được ra Luffy PM chắc thuộc dạng nhân phẩm ngoài trái đất rồi anh bạn. Ok, ngoài trái đất hay trong hai trái đất thì thôi cũng bỏ qua đi anh em, mặc kệ, mình sẽ cùng các bạn đi săn nhá. Uầy. Đùa, tỷ lệ rôm tướng ở server mới này chính tỏ lại dế ra đấy à? Có phải vậy không? Ồ, có lẽ nào nhưng mà ra A hoặc quyền thì còn muốn chơi hơn các bạn. Nếu mà tỷ lệ nó dấy ra thế mình thử ra hoán đổi phát nào các bạn. Chúng ta đây có một cháu mà. Ok, con thua bạn, con thua. Được, đấy cũng được các bạn, nhưng để mình qua xem mà mình test nhân phẩm thêm con nào nữa xem sao anh em nhá. Một con nào đầu tiên không được nhận được cái gì hết. Hơi thất bại một tí. Được mỗi ua nhưng mà được ra hàn kho anh em, ui cũng đỉnh một chóp ạ, mới vào phát là ra được tướng luôn rồi, là cũng thuộc dạng là đỉnh chóp đi đấy, lâng lên kỹ năng là hoàng các bạn. Ok thôi để mình đập tiếp một đạc nữa nào, thoát ra luôn anh em, năng suất luôn. Thôi bỏ đi bạn ơi, bỏ đi. 1, 2, 2, 3 thôi bỏ đi. Nhưng mình biết sai rồi này, viết lại cho chuẩn. Thôi bỏ đi. 1, 2, 2 thôi bỏ đi. 1, 2, 2 à, còn ở mai.com anh em. Đó, làm thêm một nàng nữa test nhân phẩm nó xem nó tới đâu anh em nhé, xem là tỷ lệ ra tướng SS nó cao không. Rồi ok giờ mình sẽ cày đá, nhập đến phần nhập cốt mà không quên nhập cốt xong mình sẽ quay anh em xem nhá. Ok giờ mình cày đá. Ok tiếp tục con nào tiếp theo xong nha bạn nhá. Đây đó, nhận A hoặc quyền anh em, là tổng hợp với cả tất cả các cốt anh em đó. Chúng ta của thùng bia rồi đây anh em, vẫn được 11 thùng bia thôi, 950 kim cương anh em nhá, nhận cả A hoặc quyền các thứ các kiểu anh em. Rồi ngon, tiếp theo nào, tiếp theo chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn tứa anh em, và lần này mình lại tiếp tục săn ở khu vực Sapo tiếp, à quên, bên Bỉ tiếp ạ. Xem nào tỷ lệ ra tướng ở đây nó có cao không bạn nhá. Bây giờ được Hancock rồi. Ô. Nani? Không ăn thua bạn ạ, thật sự không ăn thua luôn. Đó, anh em thì thấy qua không ăn thua các bạn. Nói chung thì bên nhà phát hành thì họ cũng khuyến cáo anh em vậy thôi, chứ đâu tỷ lệ ra thì nhiên nó phải có tỷ lệ đâu các bạn, không phải là một phát ăn ngay anh em vậy thôi. Đó, cơ bản thì nó cũng chỉ vậy thôi anh em. Đó, nói chung thì quà thì vẫn cứ treo đấy, rồi bác nào ăn được thì rồi comment thôi đấy.
khuyến mãi 24 giờ. Vậy giờ nhìn gói mấy gói lạp thôi anh em, giờ mình chỉ nhìn mấy gói lạp thôi xem nào, ưu đãi. Ai chà chà, nghe chừng hơi chua chát anh em, có nhai đấy, có nhằn rồi các bạn. Đấy, vip vip free vip có vẻ hơi khó ăn anh em. Ôi, nhận phát vip 7 bác nào nhận được chưa? Comment anh em biết chơi rồi nào. À, xem nào. Ôi, càng đét các bạn. À mà nhóm mình nhớ thử chân nào. Chiều mộ được 15 cốc bia vàng anh em. Cũng đủ nhấp một cái. Cũng được đấy anh em, xứng đáng đồng tiền mất gạo đâu ạ. Được của nó. Ok, để về con nào của mình test nhân phẩm đây. Ok, xong nhau ạ nha. Giờ thì đến con nào này ạc chính của mình nên mình cũng không quay đoạn tài khoản mật khẩu cho anh em là lý do vì vậy các bạn nhá. Đấy, nãy giờ đen quá mình bảo mình đổi qua bên con ạc chính mình xem có được không bạn. X10 phát luôn à. Nói chung thì được cái là mới vào thì game nó tặng cho anh em A hoặc quyền thôi anh em. Đó, mới đỡ mất công bạn vì săn thì cũng được A. Nhưng mà cũng đỡ đỡ chút. Giờ mình sẽ thử xem con đe ấy còn dùng được không bạn nhá. Con đe test xem còn dùng được không nhá. Còn được dùng được mình sẽ tặng anh em ở các video tiếp theo luôn. Đây đây thì mình còn có 3 code anh em. Đó, code đợt code test đây anh em. Thì có mấy bạn đang còn, mấy bạn gửi cho mình. Đấy thì mình không biết là còn nhập được không. Giờ đang tiện ở đây mình sẽ test thử luôn anh em nhá. Còn được thì mình gửi bạn. Ở đây có 2 code ăn khang, 1 code vạn sự này các bạn nhìn cho kỹ này. Mình sẽ lấy một code ăn khang ra trước anh em. Đó, để thử xem là cái code này còn dùng được không anh em. Ui. Thế này thì được anh em, ở các video tiếp theo nếu còn code, bạn nào còn code cho mình xin nhá. Đó, mình sẽ gửi tặng anh em hết luôn này. Đó. Code vẫn dùng được này, xem luôn cho anh em 2 code cho bạn nào nhanh tay này. Đó, giữ cho anh em 5-7 giây, bác nào nhận được thì comment dưới video mình biết luôn nhá. Đấy, xe code ngon cho anh em luôn. Đấy, thế này thì bạn nào còn code sự kiện Tết mà chưa dùng tới hoặc là dư mà vẫn còn chưa ấy được thì cho mình xin nhá. Cảm ơn rất nhiều ạ. Ok, đấy thì ở video tiếp theo mình sẽ xe code cho anh em. Ui. Nhìn quả code này thì gọi là tuyệt vời ông mặt trời chưa các bạn. Đấy, đỉnh một chót chưa, bút chót chưa, ngon lành nhá. Ok. Thôi video hôm nay thì chắc cũng kết thúc tại đây thôi anh em. Hẹn gặp mọi người ở clip theo. Cảm ơn anh em đã theo video kênh Tự Tử Đường Phố rất là nhiều. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye. Chúc anh em xem video về. Tạm biệt. Bye bye.